Và thứ hai tiếp theo, sử dụng một biến trở điều chỉnh điện áp thay đổi từ 0 đến 5V. Sử dụng chức năng ADC của vi điều khiển để đo điện áp, hiển thị giá trị lên led 7 thanh. Sử dụng một nút bấm. Nếu ấn nút lần thứ nhất thì led hiển thị điện áp với 1 chữ thập phân. Ấn nút lần thứ hai thì led hiển thị điện áp với 2 chữ thập phân. Bài này thì nhận thấy là nó cũng có hai chế độ hoạt động. Nhưng mà chuyển giữa hai chế độ hoạt động đấy thì là chuyển bằng một nút bấm thôi. Ấn lần thứ nhất chuyển sang chế độ 2, ấn lần tiếp theo chuyển sang chế độ 1. Đấy, và cứ như vậy. Như vậy thì về sơ đồ mạch thì vẫn dùng cái máy này nhưng mà chỉ lập trình cho một nút ở trên thôi, nút ở dưới không dùng. Lập trình về tạo bài mới. B4567 phải tạo bằng da. C phải tạo bằng da. D0 in và kích hoạt bộ lắp chức năng ADC. Vẫn khởi tạo giống như bài trước. Các phần là hiển thị nó vẫn giống bài trước thì có thể copy lại. Và hai hàm hiển thị cũng giống hơn hai hàm hiển thị của bài trước. Hàm hiển thị một là lập trình hiển thị ra một chữ thập phân thì tắt hai con led đầu tiên đi, con led thứ ba hiển thị dấu chấm. Hàm hiển thị hai hiển thị ra hai chữ thập phân thì tắt con led đầu tiên đi, con led thứ hai hiển thị ra dấu chấm. Về phần hoạt động thì cũng có hai chế độ hoạt động. Đầu tiên là cũng đọc ADC ra bằng read ADC 0. Sau đó là nếu bài có hai chế độ hoạt động thì tức là nếu mà mode bằng 0 thì hoạt động theo chế độ thứ nhất thì tính điện áp bằng công thức nhân 10 lần nhân với giá trị ADC rồi chia cho 5 mode. Gọi hàm hiển thị 1 điện áp L thì là mốt bằng 1 thì điện áp tính theo công thức nhân 100 lần 100 nhân với giá trị ADC rồi chia 5 mốt. Rồi hàm hiển thị 2 điện áp. Tiếp theo là về phần chuyển chế độ thì nó khác thôi. Nếu ấn nút, bài này chỉ có một nút thôi. Thì cái giá trị biến mốt này chuyển giữa 0 với 1. Đang từ 0 thì ấn nút thì là nó phải chuyển lên 1. Đang từ 1 ấn nút nó chuyển thành 0. Như vậy thì chúng ta có thể thực hiện lệnh là mode bằng 1 trừ đi chính nó. Thì đang là 0 thì 1 trừ 0 là 1. Đang là 1 thì 1 trừ 1 thì 0. Đó. Nhưng mà nút bấm thì nếu mà không viết lập trình gì thêm ấy, thì là chỗ này nó thực hiện rất nhanh cho nên là nó biến mode nó đảo trạng thái rất nhiều lần. Giống như các bài trước chúng ta đã thực hành. Như vậy thì chỗ này nhưng mà cũng không thể thêm delay được, thêm cái thời gian để qua cái thời gian ấn nút ấy thì cũng không được, bởi vì là trong thời gian delay này led không được quét, do đó là led nó không hiển thị đi, không hiển thị lên thì là ấn nút led nó nháy một phát, do đó là chỗ này không được dùng mà sử dụng delay mà mình phải sử dụng vào lòng while, while để chờ nút này được nhả ra, tức là trong khi nút này vẫn được ấn này thì nó cứ nằm trong vòng lòng while này. Nội dung trong while thì là thực hiện lệnh gì, tức là mình sẽ làm thế nào để cho nó vẫn được liên tục hiển thị lên thì phải gọi cái nhập hàm hiển thị ấy, ở trong while này. Nhưng mà bài này nó lại có hai chế độ hoạt động, hai chế độ hoạt động nó lại gọi hai hàm hiển thị khác nhau. Như vậy ở chỗ trong cái vòng lòng while ở nút này không thể là chỉ gọi hiển thị một hay là chỉ gọi hiển thị hai được, mà cho trong này là phải căn cứ vào giá trị biến mốt, tức là như thế này, tức là nó là nguyên cái đoạn code này. Nếu mốt bằng 0 thì gọi hiển thị 1 lên, nếu mốt bằng 1 thì gọi hiển thị 2 lên. Copy nguyên cái đoạn code này vào trong while này để cho trong khi ấn nút nó vẫn phải thực hiện tính toán và hiển thị lên.
Đấy, như vậy ở đây một đoạn code này nó lặp lại ở hai chỗ, một chỗ này và một chỗ này nữa cũng sử dụng cái đoạn code đấy. Thì trong trường hợp mà một đoạn code lặp lại hai chỗ thì không nên viết viết nguyên đoạn code đấy hai lần ở hai chỗ, mà mình sẽ phải xây dựng hàm. Chỗ này ví dụ đặt tên hàm là tính toán hiển thị chẳng hạn, tính toán hiển thị, thì chỗ này nó sẽ thực hiện toàn bộ chỗ câu lệnh vừa rồi, copy lên cái hàm tính toán hiển thị này, đặt trước bên đó, cho cái đoạn chương trình vào đây. Nếu mốt bằng không thì tính và hiển thị ra gọi hàm hiển thị một, nếu mốt bằng một thì tính ra và gọi hàm hiển thị hai. Thì chỗ này gọi chương trình đấy đây, và trong cái while while ở nút này cũng gọi hàm tính toán hiển thị lên. Thì trong lúc nút này được ấn thì nó vẫn liên tục được hiển thị ra, chạy chương trình. Đầu tiên này thì hai hiển thị hiển thị một chữ rồi phân này, ấn nút thứ nhất, ấn nút lần thứ nhất này, nếu ấn giữ thì nó chỉ chuyển một lần thôi và không bị nhấp nháy, nó chuyển sang hai chữ rồi phân. Ấn lần nữa nó chuyển về một chữ rồi phân, nét hiển thị liên tục không bị nháy, như vậy là được rồi.